vị và các bạn, nếu như người dân thứ nhất Kinh Kỳ tự hào vì có món đặc sản dân dã là đậu phụ làng Mai Động hay còn gọi là đậu phụ mơ, thì người dân thứ nhì phố Hiến Hưng Yên cũng rất tự hào vì có nghề đậu phụ An Vĩ. Trải qua bao nhiêu năm tháng với biết bao thăng trầm, nhưng nghề làm đậu phụ mà người dân xã An Vĩ, huyện Khoái Châu vẫn quen gọi là cái nghề nghiền cái lấy nước vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với kinh nghiệm và bí quyết riêng độc đáo, những người làm nghề đã tạo ra một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình. Đặc biệt trong tháng 6 năm 2023 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận làng nghề đậu phụ An Vĩ là làng nghề cấp tỉnh. Và trong chuyên mục Đất và Người Hưng Yên ngày hôm nay, Tuyết Mai xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng khám phá làng nghề đậu phụ truyền thống này. Theo những người cao niên ở xã An Vĩ kể rằng, nghề làm đậu phụ nơi đây đã có từ nhiều đời nay do cha ông truyền lại để tận dụng những lúc nông nhàn. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân làm đậu An Vĩ từng có thời gian sinh sống bằng nghề này ngay tại đất đậu bơ Mai Động, Hà Nội. Từ đó, có sự giao thoa, học hỏi trong cách chế biến. Qua nhiều đời, người dân An Vĩ có sự chắt lọc kinh nghiệm, bí quyết để sở hữu công thức chế biến riêng biệt. Nghề làm đậu An Vĩ này thì chúng tôi cũng chỉ là học sinh thôi. Ông nội bà nội tôi cũng làm, bố mẹ chúng tôi cũng đã làm cái nghề này rồi. Nói chung là cả đất nước Việt Nam mình đâu có đậu, thế nhưng mà không đậu nào mà ăn nó ngậy và nó mềm mà nó cảm thấy như vậy là nó ngon như cái đậu An Vĩ này. 11, 12 tuổi thì cũng thấy bố mẹ tôi rồi anh em như vậy là làm rồi, xay đậu bằng tay, vắt bằng tay, vắt là phải vắt hai lần chứ vắt một lần thì đậu này ăn không ngon. Pha đậu thì phải pha ba lần, thế thì ngày xưa này cái chỉ gói nhỏ thôi chứ không có to thế này. Như gói nhỏ gói to ngày xưa thì vẫn là phải cái chất lượng của nó đó là phải dẻo, phải ngon, phải ngậy. Nghề làm đậu phụ An Vĩ ban đầu với quy mô chỉ là một số hộ biết nghề sản xuất nhỏ lẻ để phục vụ nhân dân địa phương. Với những bí quyết gia truyền mà chỉ người trong nghề mới nắm được, quy trình sản xuất khá cầu kỳ, công đoạn lọc khắt khe, tạo nên miếng đậu mềm, béo, bùi và không có bã. Theo những người có thâm niên trong nghề cho biết, để tạo ra những khuôn đậu ngon, người dân nơi đây phải tỉ mỉ, khéo léo ngay từ lúc chọn nguyên liệu đến các công đoạn như xay, lọc, đun rồi ép đậu. Để làm ra được những cái bìa đậu vừa bùi vừa thơm vừa ngậy và có cái hương vị thơm mát thì chắc hẳn là mình cũng sẽ có những cái bí quyết riêng và cái kinh nghiệm đúng không ạ? Cái này thì nó cũng không khó gì cô ạ. Thứ nhất là cái gì nó là cái khâu vệ sinh nó vẫn là quan trọng nhất. Thì đầu tiên sẽ chọn cái hạt đậu thì nó phải đều mà màu nó sáng, ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng thì xong là bỏ đi vo đại lươn với nước cho lên máy nghiền. Sau khi nghiền xong thì sẽ bỏ vào túi vải vắt lại. Xong rồi cho vào bếp này, bếp lò đun. Trong quá trình đun là mình phải điều chỉnh cái lượng lửa nó đều, không to mà cũng không nhỏ. Theo chị thì cái công đoạn quan trọng nhất để trong cái quy trình làm đậu là công đoạn nào ạ? Để làm ra một sản phẩm ngon thì khâu quan trọng nhất là pha nước giống. Pha phải làm sao mà nó đều tay và nước chua thì phải vừa đủ vừa tầm. Nếu pha ít thì nó sẽ không đủ độ chua, đậu nó cũng không lắng được xuống. Thế mà pha nhiều chua quá thì nó đậu nó sẽ rắn, không ngon. Sau khi pha chua xong, tôi sẽ gạn nước để lấy cái xong mà tôi cho vào khuôn đây. Này ép là sẽ là ép khoảng 25 đến 30 phút là sẽ ra được một khuôn đậu. Trước đây, tất cả các công đoạn làm đậu phụ đều được thực hiện thủ công nên mất nhiều thời gian và cần nhiều lao động. Đến nay, hầu hết các hộ làm nghề đã đầu tư mua các loại máy như máy nghiền, nồi đun nhiệt giúp cơ giới hóa nhiều công đoạn sản xuất. Mỗi gia đình lại có bí quyết riêng để tạo ra miếng đậu phụ thơm ngon nhưng không sử dụng thêm các loại nguyên liệu, chất phụ gia nào khác trong quá trình sản xuất. Nghề làm đậu của chúng tôi bây giờ là hiện đại là cái khâu xay này, đun lấu là vắt là đều bây giờ bằng máy móc, chỉ có cái công đoạn là pha chế để gạn gói là tất cả là vẫn là công đoạn thủ công. Miếng đậu nó mới được mềm, ngon, thơm hương vị của đỗ tương. Trung bình một ngày, mỗi hộ làm đậu ở An Vĩ sản xuất ra được từ 40 đến 60 kg đậu thành phẩm.
Trung bình 1 kg đậu phụ được bán với giá từ 20 tới 25 nghìn đồng. Trừ các chi phí, mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng. Nghề sản xuất đậu phụ không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Bên cạnh đó, các phụ phẩm như bã, sơ, người dân cũng tận dụng để nuôi lợn gà, gia tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm ổn định cho 2.700 người trong xã. Vợ chồng nhà tôi cũng xét thấy là làm nó cũng có ích lợi cho gia đình, cho nên chúng tôi giữ lại cái nghề này và làm từ mấy chục năm nay rồi, cũng có cái thu nhập cho gia đình. Làm đến đâu là bán đến đấy thôi, cho cũng không phải đi chợ. Còn nhà tôi thì làm vườn cây cối, thế cho nên là cũng ổn định được cái vừa nhà lông, vừa làm nghề. Khác với nhiều nơi, người dân An Vĩ làm bìa đậu phụ to bằng viên gạch. Trung bình, mỗi bìa đậu nặng khoảng 1,2 tới 1,5 kg. Đậu bán theo cân, chứ không bán theo miếng để tạo thuận lợi cho khách hàng khi vận chuyển sản phẩm đi xa. Ngày xưa ấy, thường là làm đậu thẻ, chiều dày chỉ được khoảng 3 phân rưỡi và chiều ngang độ khoảng 12 phân. Bây giờ thay đổi cái phương thức làm khuôn đậu viên gạch, chất lượng cũng như là đậu thẻ. Hiện nay, trên địa bàn xã An Vĩ, số hộ tham gia các hoạt động làng nghề là 951 trên 2.546 hộ. Ngoài ra, xã còn có một hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, 3 hợp tác xã chăn nuôi sử dụng phụ phẩm bã đậu để làm nguyên liệu đầu vào. Ước tính, thu nhập bình quân của một hộ tham gia hoạt động ngành nghề đạt gần 370 triệu đồng trên năm. Giá trị sản xuất từ hoạt động làng nghề năm 2024 đạt hơn 50 tỷ đồng. Từ những kết quả đạt được với sự nỗ lực xây dựng làng nghề của nhân dân, tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định công nhận làng nghề đậu phụ An Vĩ là làng nghề cấp tỉnh. Ngày 5 tháng 8 năm 2023, xã An Vĩ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề truyền thống đậu phụ An Vĩ. Việc được công nhận làng nghề đậu phụ An Vĩ giúp người dân phát triển nghề đậu phụ nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội Làng nghề tỉnh Hưng Yên, cũng như đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Qua kiểm tra, khảo sát đối chiếu với các cái tiêu chí quy định thì cho thấy tỷ lệ số hộ làm nghề đậu phụ chiếm 37,4%. Trong khi đó quy định này chỉ cần 20% trở lên, ít nhất là có 3 năm liên tiếp với cái doanh thu ngành nghề đậu phụ An Vĩ đều đảm bảo không những ổn định mà liên tục gia tăng. Ủy ban Nhân dân xã An Vĩ cũng đã có giải pháp để thực hiện các cái công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới. Chính quyền địa phương cũng làm công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ. Thứ nhất là bảo vệ cái nhãn hiệu của làng nghề. Khi được đăng ký cái nhãn hiệu OCOP này thì chúng tôi sẽ tuyên truyền và mở những các lớp hội nghị. Rồi cùng với đó là kêu gọi các nhà đầu tư để làm sao đưa được những cái sản phẩm OCOP đậu của An Vĩ này đi thâm nhập được vào các siêu thị lớn của cả nước. Hiện nay, đậu An Vĩ có mặt tại hầu hết các chợ trên địa bàn huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, Hà Nội và các vùng lân cận. Có nhiều cách để thưởng thức đậu An Vĩ. Khi còn đang nóng, chỉ cần cắt ra miếng vừa ăn, chấm muối chanh ớt, sẽ cảm nhận vị thơm ngậy riêng biệt, hoặc có thể cắt nhỏ, rán vàng, chấm mắm tôm chanh ớt, ăn kèm rau sống và bún. Cầu kỳ hơn là đậu phụ nướng trên than hoa, thưởng thức không gì tuyệt hơn khi vào tiết trời se lạnh. Đậu phụ An Vĩ kết hợp với một số thực phẩm khác, thịt lợn, cà chua là có ngay món ngon đầy đủ chất dinh dưỡng trong bữa cơm gia đình. Tôi được dưới Thuần Hưng, cơ mà khi đến lên An Vĩ này thì bao giờ cũng lên đây mua đậu. Mình mua về cho mình ăn rồi mà còn mua về tặng cho một số người nữa. Hôm nay là mua là một bìa đậu này, 12 là cái ít nước đậu hoa dâu, ăn rất là ngon. Mà cái này thì tôi ăn rất là lâu rồi. Đậu ở đây chất lượng, các anh chị em, các con cháu đi xa thì gần đều mua đi làm quà. Đấy, cho nên là đậu ăn Vĩ là ăn rất là yên tâm. Để bảo tồn và xây dựng phát triển thương hiệu làng nghề, xã An Vĩ tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình sản xuất đậu phụ, mở rộng quy mô, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, tích cực tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Để phát triển ngành nghề một cách ổn định, bền vững, chúng ta cũng phải tính đến cái việc quy hoạch
một cái điểm để hoạt động ngành nghề tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động ngành nghề, khuyến khích phát triển các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, thậm chí là có thể phát triển các cái công ty doanh nghiệp. Thế và tổ chức tốt cái việc quản lý chất lượng sản phẩm, phải tuân thủ cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, khi được nếm thử những viên gạch đậu phụ vừa mới ra lò còn nóng hổi, thực sự rất thú vị. Đậu phụ An Vĩ được làm với khuôn bản to, không quá mềm cũng không quá cứng và đặc biệt là vẫn luôn giữ được hương vị thơm, ngon, bùi ngậy, đặc trưng của đậu tương. Và giờ đây thì món ăn dân dã này đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình, hay đơn giản là một món quà quê mà người dân Hưng Yên muốn dành tặng cho bạn bè, người thân của mình mỗi dịp đi xa. Và Tuyết Mai cũng hy vọng rằng qua chương trình này, quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị về món ăn dân dã nhưng mang đậm hương vị quê hương. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.